Mời quý vị và bạn cùng thưởng thức món cá thu kho thịt ba gọi nước dừa với trứng vịt nha các bạn. Nồi cá kho dành cho ngày Tết nha. Hôm nay mùng 3 anh em là làm mồi sớm nha các bạn. Tôm nướng, mực nướng với sườn nướng thôi. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Với thêm thùng bibina nữa là xong. Hột chứ không đủ. Bữa nay nấu có 3 món nha các bạn. Đây mực hấp hành nha. Rồi đây hàu hấp với sò huyết la cốt nha. Sáng nay ăn tép đồng gam mặn nha các bạn. Với bỏ vô miếng tép mỡ nha. Đây món giò heo hầm củ cải, củ cải trắng. Đây tôm mực rồi cá bóp chả cá để ăn lẩu nha các bạn. Đây cá ngát kho tương nha các bạn. Cá ngát này cá ngát hơi nhỏ nha. Thầy mời các bạn thưởng thức món dột nướng mỡ hành nha các bạn. Đây nè. Quá trời ngon hấp dẫn luôn không? Thịt trắng phiếu luôn. Ăn rất là ngọt luôn nha các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món giò heo hầm đu đủ nha các bạn. Đây, nhìn ngon và hấp dẫn không? Giò heo hầm đu đủ này rất tốt cho sức khỏe nha. Nhất là đối với phụ nữ đang cho con bú á. Đây, càng cua gan muối ớt nha các bạn. Đây, chén muối ớt luôn, ngon và hấp dẫn luôn. Đây ốc gai luộc sả nha các bạn. Ốc này ngon lắm nha. Ăn nó có vị ngọt ngọt rồi nhẫn nhẫn. Nhưng mà luộc sả thì ăn rất là ngon. Đây tôm nướng nha các bạn. Đây là tôm thẻ nha. Cái này là con bự lắm. Con bự như con giò cái luôn á. Ngon không? Đây món thịt hầm khoai tây cà rốt nha các bạn. Đây món cháo trắng hột vịt muối nha các bạn. Cháo trắng này mình có thêm cà rốt với khoai tây nha. Rồi hai cái trứng hột vịt muối. Mì hai cơm, hai con tôm nha các bạn. Gọi là mì hai tôm á. Đây cháo sò huyết nha các bạn. Sò huyết mình lọc ra lúc còn sống á. Mình đem nấu cháo thì rất là bổ nè, ngon nha. Mời các bạn thưởng thức món cháo cá lóc hạt sen nha các bạn. Cá lóc mình phi lê mình nấu chung với hạt sen nha, nấu cháo rất là ngon. Đây món cá lóc kho khô nha các bạn. Kho khô quéo, kho mặn. Đây món ức vịt gam mặn nha các bạn. Này mình gam mà giống như khìa vậy đó.
nó vàng nên nó ngọt ngọt nha. Đây món thịt vịt kho gừng nha các bạn. Đây món cá giò kho nha các bạn. Đây món cá diễn chiên giòn nha các bạn. Cá này cái thân hình dẹp to cũng tương tự như cá chim nha. Nhìn thấy ngon và hấp dẫn không? Thịt không nha các bạn. Canh chua khóm cá lóc nha các bạn. Với rau nha. Với cải. Đây món hấp dẫn không? Cải muỗng xào dầu hào nha các bạn. Đây là món tôm sốt cam nha các bạn. Nhìn ngon và hấp dẫn chưa? Mời quý vị và các bạn thưởng thức món cá chốt khô khô nha các bạn. Đây món bao tử nấu tiêu xanh nha các bạn. Bao tử với lưỡi bò nấu tiêu xanh nha. Đây thịt ba gọi nướng gạo ăn với gạo sống chấm nước mắm làm nha các bạn. Và mời các bạn thưởng thức món đây là mực xào dưa leo nha các bạn. Đây sò lông nướng mỡ hành nha các bạn. Đây món ăn này rất ngon hấp dẫn hào cơm nha các bạn. Món lương đồng xào xá nha. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món xương heo hầm củ dền nha các bạn. Đây thịt chuột đồng nướng nha các bạn. Này nướng bằng cái nồi chiên không dầu nè, nó vàng nó nhìn ngon hấp dẫn không? Ăn chuột tơ, chuột vừa này nó ngon nha các bạn. Đây món ức vịt gam mặn nha các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món cá giò kho tương nha các bạn. Cá giò hay cá ba sa, cá cha gì cũng một thứ một à, cũng giống nha các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món thịt xương heo hầm bông cải xanh với bông cải trắng nha các bạn. Mời các bạn thưởng thức món gà luộc nha. Đây mình luộc 4 con gà luôn nha các bạn. Đây là thịt heo nướng, vú heo nướng rồi chảng dừng nướng nha các bạn. Nhìn nướng nó vàng thơm hấp dẫn không? Món heo quay bánh hỏi các bạn. Thịt da heo quay giòn rụm thơm ngon lắm nha. Còn đây là chả giò nhà làm nha các bạn. Rất là giòn, giòn rụm luôn. Thơm ngon hấp dẫn.
Đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức heo quay nguyên con nha. Nó giòn tan luôn này các bạn. Giòn khấu luôn. Nguyên con này 20 kg nha. Nhìn ngon và hấp dẫn không? Đây, các bạn biết đây là món gì không? Mời các bạn thưởng thức món chân gà rút xương mà mình đi trộn gỏi với xoài nha các bạn. Nhìn rất ngon và hấp dẫn luôn nha. Rồi tiếp theo đây là cái món lẩu hải sản thập cẩm của mình nha. Có ốc, có ghẹ, rồi có bánh đa, có bánh thanh cua đồ các bạn, topping đồ nha. Rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món heo quay kho dưa cải nha các bạn. Mời các bạn thưởng thức món gà ủ muối nha các bạn. Đây gà ủ muối nguyên con nhìn ngon hấp dẫn không? Thịt thỏ ao rất là ngon luôn á các bạn. Bông hẹ xào thịt bò nha các bạn. Nhìn ngon hấp dẫn không? Canh củ sen hầm thịt heo xương heo nha các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món canh chua cá lóc chả cá nha các bạn. Canh chua món ăn dân dã đồng quê nha. Đây món mực trứng hấp gừng nha các bạn. Đây mực ống á, mực ống trứng không luôn nha. Thịt vịt khìa nha các bạn. Ức vịt mình đem đi ướp mình khìa nha. Thịt không à, ngon. Đây thịt vịt nướng các bạn. Mình ướp bằng cái nước sốt Hàn Quốc nha, mình nướng á. Nướng bằng nồi chiên không dầu nè. Các bạn thấy nó dầu nè, quá trời ga luôn rồi thấy không? Mời các bạn cùng thưởng thức món tôm mũ ni cháy tỏi nha. Các bạn nhìn tôm này, con nào cũng thấy thịt không luôn ha. Cắt cho làm đôi các bạn, thấy thịt dung luôn nha không? Lẩu mực với cá nhám nha các bạn. Rất là tươi ngon luôn nha. Mực sống, cá nhám sống luôn á. Nhúng lẩu chua ngọt là hết sảy nha. Mời các bạn thưởng thức món bún nước lèo đặc sản của Sóc Trăng nha. Đây có thịt heo quay, rồi tôm, rồi cá lóc rồi nè các bạn. Đây món hàu nướng phô mai nha các bạn. Phủ lên một lớp phô mai rồi bỏ lên bếp than nướng sơ qua cái là chín, ăn rất là ngon béo nha. Bên đây hàu thái chanh luôn nè các bạn. Đây món gỏi chân gà rút xương nha các bạn. Chân gà rút xương người ta đem trộn gỏi với xoài với ớt nè. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món cá chèn kho tép mỡ nha. Rồi các bạn có biết đây là món gì không? Đây là món canh dưa hấu non xào mỡ nha các bạn. Món ăn này là kiếm cũng hơi hiếm á. Dưa hấu non ăn rất ngon nha và tốt cho sức khỏe. Mời các bạn cùng thưởng thức món ốc hương gan bơ nha các bạn. Món này là ngon hết sảy luôn. Đây món rau luộc chấm với kho quẹt nha các bạn. Món này mà ăn cơm là hết sảy luôn nha. Nhìn ngon và hấp dẫn lắm nha các bạn. Còn đây là món
mực xào cà chua nha các bạn, mực xào với cà chua với rau củ nha. Rồi tiếp theo đây là món cá ngân nướng muối ớt nha các bạn. Nhìn cá tươi sờ rất ngon và hấp dẫn luôn nha. Cái này mình nướng ở Phú Quốc các bạn. Đây món ốc nhảy dài luộc sả nha các bạn. Đây món mì xào mực, mì xào hải sản nha các bạn. Đây mực mực ống dồn thịt nướng nha các bạn, với bào tử cá ba sa dồn thịt luôn, dồn tiêu nướng luôn. Thịt khô mặn nha các bạn. Thịt heo nhìn ngon hấp dẫn không? Đây mời các bạn thưởng thức khô cá sặc chiên giòn nha các bạn. Đây cá sặc đồng nha, món này ăn với cơm chan miếng canh là hết sảy luôn. Mời các bạn thưởng thức món này là cá tai tượng chiên giòn nha các bạn. Đây có 6 con cá tai tượng luôn nha. Nhìn thấy chiên giòn khấu nhìn ngon và hấp dẫn không? Cái này gói rau cho mắm me là hết sảy nha. Đây tôm càng xanh luộc nước dừa luôn nha các bạn ơi. Mời các bạn thưởng thức cùng mình nha. Món thịt vịt gam mặn nha các bạn. Vịt gam mặn ăn cơm nha. Đây cá điêu hồng nướng nha các bạn, vàng ngẻo luôn thấy không, rất là ngon luôn. Đây là món cá nục kho dưới khóm nha các bạn. Mời quý vị và các bạn thưởng thức món khóm xào với phèo non nha các bạn. Rồi đây là cá nướng này các bạn, rồi nhum nướng nữa nha. Bữa nay là đại tiệc hải sản với 4 con cá biển to chà bá nướng luôn, với nhum nướng mỡ hành chín cúc nha.